đây tiếc nuối, một người phải quay lưng đi, lệ nhòa dần trên đôi mi khúc hát biệt ly. Thấy thương hai đứa nhỏ quá, vô uống có ly cà phê mà biệt ly luôn. Tội. Cái gì vậy? Ốc. Ui. Ui 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 ui. Ổn không? Em ổn không? Ổn chứ. Trời, anh hai thấy em không ổn chút nào luôn á nha. Ổn mà. Trời ơi, nhà mình mở quán cà phê buôn bán đó, em để chút cái hồn của mình vô chứ, người ta vô ta dở quán nào không hay luôn đó. Có mà em có hồn mà, em đang có hồn. Có hồn lắm, có luôn hồn. Trời ơi, cái gì vậy? Cái mặt chù ụ như là muốn đuổi khách của anh hai vậy. Nè nè nè, đem hai ly cà phê này qua bên nhà chú Hùng thợ may giùm hai đi. Thôi. Cái gì thôi? Ở nhà bán buôn mà nhờ đi giao hai ly cà phê mà không đi là sao? Bên đây tâm trạng không có vui, không có đi. Mày mắc cười quá Út. Trời ơi. Trời ơi, nhà bán buôn mà giờ mày không đi giao cà phê tại vì mày buồn. Rồi uống cà phê trừ cơm hả em? Vậy anh hai chủ, anh hai đi đi. Út, tao là chủ nghe. Thì đó, chủ nên đi giao đi. Bên đây tâm trạng em không vui, không đi. Thôi được rồi, rồi bây giờ để tao đi cho. Nó cái gì cũng tao hết. Nhưng mà tao nhờ mày một chuyện được không? Mặt mày vui vẻ lên đó. Khách người ta vô quán, người ta uống cà phê, người ta thấy mặt tươi, người ta cũng vui vẻ nữa. Mày có mặt mà chù ủ mày đuổi khách vậy? Nè, vui vẻ không quạo nè, vui vẻ không quạo lên. Đó. Mày cười cái coi. Nghĩ cười đi, khỏi. Trời ơi, mày cười con điên vậy. Alo. Em định gọi cho anh nè. Cái chuyện này tuyệt đối phải giữ bí mật đó nha. Cái gì? Thằng Tôm nó có bầu hả con? Gì vậy mẹ? Con mới nói con bồ của thằng Tôm có bầu. Liệu luôn vậy đó. Con bồ nó có bầu là sao? Là sao? Có nghĩa là chuyện sự tình nó xảy ra như thế nào? Con làm mẹ rối quá vậy? Là kể mẹ nghe coi. Kể phải không? Ừ. Bây giờ con sẽ kể cho mẹ nghe, nhưng với điều kiện mẹ phải cho con mượn tiền mua cái túi sách mới. Con kể cho. Ê dạ. Đánh hoài. Hở là đánh à. Không thể chấp nhận nổi con gái con rối gì. Tối ngày đi làm ăn cái kiểu gì 7-8 giờ tối mới về nhà, gọi điện về ăn cơm, không bao giờ ăn cơm với gia đình. Nói là con mất đi làm, đi làm, đi làm, tiền mày để đâu mà không mua được nổi cái túi sách mà mày phải đi mượn mẹ. Giờ mẹ không cho mượn phải không? Ừ. Mượn thôi. Trời ơi, cái chuyện có bầu ghê nha. Mẹ không giỡn mặt nghe chưa? Kể đi rồi tính sao? Cho mượn không? Tính sao? Cho mượn không? Cho. Đó. Hôm qua, tối hôm qua con xuống phòng Tôm, con tính nhờ nó sửa giùm con cái móc túi sách. Ừ. Cái xong con nghe nó nói chuyện điện thoại mẹ. Nó nói với nhỏ đó hả? Nó nói cưng lắm vậy nè. Cái gì mà cứng? Sao? Em có bị ngán không? Rồi, rồi em thèm gì? Để anh mua, anh mua anh đem qua, anh dâng cho em ăn. Trời ơi, cái giọng tao nói nó ngọt mà như má mực mà nó rước vào tai vậy đó. Chính tai con nghe luôn à. Chính tai con nghe. Trời ơi, chuyện động trời như vậy đó hả? Trời ơi, thấy ghê không? Chi mấy bữa ha. Làm vậy tốt bụng với tôi lắm. Nó nói với mẹ sao phải không? Mẹ ơi ăn phở không? Để con mua cho mẹ tô phở nghe. Trời ơi, nhiều khi á, nó mua cho nhỏ đó, cái xong rồi sẵn mua cho mẹ luôn. Mà giờ được. Nào giờ mẹ chưa được ăn ké phải không? Bây giờ tao nó mà cưới nhỏ nó về phải không? Hằng ngày nó mua cho nhỏ nó, mẹ được ăn ké dài dài. Cái mày nhá. Đánh hoài. Mày lo cho em mày đi kìa ha. Con gái con lứa gì tao giờ này không ai hốt hết, vô duyên quá đi. Giờ mẹ lo muốn chết đây này, làm sao đi hả con? Gọi điện cho nó liền cho mẹ. Trời ơi, gọi cái gì? Bây giờ mẹ gọi á. Nó mới vừa vô công ty ba làm, dễ gì nó về. Với gọi đi. Nó gọi, mẹ có gọi nó cũng về đâu. Trời ơi, bầu bì tới cùng quá là cưới thôi chứ có gì đâu mẹ. Cưới cái gì mà cưới? Biết như thế nào mà cưới? Thôi, đơn bác sĩ đưa rồi, phải cưới chứ. Thì đó. Tôm à, đi về nhà gấp. Nhanh lên. Đi về họp gia đình, gọi ba về luôn. Còn họp cái gì nữa? Con bồ mày nó có bầu chứ gì nữa? Hả? Ai có bầu? Dạ, con có bầu. Hả? Mày. Mà bây giờ, mẹ anh bắt về nói chuyện. Anh biết nói sao với ba mẹ bây giờ? Cái gì? Nói sao ai biết nói sao? Em còn chưa biết nói sao ba mẹ em nữa, sao biết nói sao với ba mẹ anh? Tự nói đi. Thôi nha, không biết gì đâu nha, không biết gì hết nha. Thôi. Ê, làm gì nãy thấy nghe nói chuyện điện thoại với ai mà cái mặt căng thẳng quá vậy? Hả? Với bạn, nói chuyện với bạn. Nói chuyện với bạn mắc gì căng?
bạn bệnh em đang căng. Bạn mày bệnh mắt chi mày căng? Mấy anh hai mày nè, nay mày đi giao cà phê cho người ta cực khổ rồi không thấy mày căng hả? Ơ mệt quá, anh hai chọc cái hoài à. Không hề chọc luôn á, lăn quạo chứ không chọc luôn á. Sao kỳ cục vậy? Ba mẹ dạy con làm sao? Đi ra ngoài ăn chơi như thế nào để hậu quả như vậy đó hả con? Mất mặt cả cái gia đình này. Bà nội nữa, còn bao nhiêu bạn bè của bà nội nó để mặt bà nội để đâu? Cái gì vậy? Bình tĩnh chút đi con. Mẹ tức quá mẹ ơi. Cái này á, nhiều khi là nó di truyền từ cha nó. Giống như là lịch sử mà lặp lại á. Ủa, lịch sử lặp lại là sao vậy nội? Bây giờ mình quyết rồi. Bây giờ mình phải tìm cách giải quyết. Chứ bây giờ mẹ nói chỉ mấy cái chuyện mà xưa lắc xưa lơ vậy. Nhất là mày nữa. Bây giờ mày muốn ý mày muốn làm sao? Chứ đâu phải mày làm xong xuôi rồi mày về đi ngồi mày ngồi nữa mày kể. Mà cái vụ đó thì sao? Dạ thưa nội. Hả? Thưa ba mẹ. Tại cái vụ đó là thật sự là tụi con không có biết trước để đề phòng. Tụi con chưa làm bao giờ luôn á. Mà bố đó say quá, tụi con vừa khó vừa có một lần dính luôn. Trời ơi, dùng từ vậy phải ghê không mẹ? Bây giờ là chuyện nó vậy rồi, giờ mình gỡ nha. Nha. Gì mình mẹ? Mình giải quyết. Bây giờ con nhìn nó đi, nó đâu có phải con nít đâu. Bây giờ mẹ cứ để nó nói tiếp đi. Dạ. Giờ con bị. Bị gì? Bị bí. Rồi sao? Bà nội mẹ cứu con. Anh nghe rõ ràng nó dùng từ luôn. Bà nội mẹ. Bà nội với mẹ cứu con. Quá đi mẹ ơi. Mẹ nói rồi, tụi nó lớn rồi, đứa nào nó cũng lớn hết trơn rồi đó. Nó làm nó chịu trách nhiệm. Nhưng mà nó còn ở trong gia đình chung với mình thì mình giúp nó giải quyết được không? Hở là la, hở là la ha. Quá trời. Nhìn đi. Nè, nói với nó đó, hôm nay qua nhà mình gặp gia đình mình cho nó trình bày chuyện sao rồi tính tiếp. Dạ con biết rồi, để con hỏi thử Đan Thanh coi Đan Thanh có rảnh không. Dạ chắc rảnh đó mẹ. Thôi gặp ba mẹ với bà nội anh rồi biết nói gì giờ. Không có sao đâu, yên tâm đi, có anh kế bên em mà. Bà nội với mẹ anh nó hiền lắm. Hư quá là hư à. Đó, thấy chưa, bà giận rồi kìa. Không tưởng tượng được luôn. Sao vậy? Dạ. Sao tự nhiên hẹn, tự nhiên để nó đi một mình? Nó đang màu bì như vậy, đáng lẽ là phải rước, phải chở nó qua. Tự nhiên hẹn nó đi ngoài đường, lỡ có chuyện gì xảy ra rồi sao? Dạ. Đúng không? Dạ nội, con hiểu lầm rồi. Con có hẹn á là con sẽ qua nhà con đón Đăng Thanh, mà Đăng Thanh không có chịu. Đăng Thanh nói là cổ cố chân, cổ tự đi. Cái cổ nói với con á, đi làm về mệt á thì ở nhà nghỉ ngơi đi, chứ không phải là con không qua rước đâu. Thấy chưa, thấy phụ nữ chưa, nó chủ động thấy không, trong tất cả mọi chuyện luôn. Cái chuyện gì mình làm được thì mình tự mình làm đi, tự nhiên phải sai khiến đàn ông chi. Dạ. Hở là réo, đúng rồi, nhỏ làm vậy là đúng rồi. Mẹ ơi. Dạ. Con thấy cái chuyện này nó hẹn với mình, nó tự chủ động đi qua, phải phép tắc, thấy nó ngoan ngoãn, biết tôn trọng người lớn không? Đằng này đâu có liên quan gì mấy chuyện gì đâu mà phải phụ nữ chủ động mẹ. Trời ơi, vậy mà cũng đi khen được. Chắc con chạy qua nhà Đan Thanh coi có làm sao không á, lỡ có chuyện gì mất công. Bà Xuân, chuyện gì là chuyện gì? Hả? Hẹn với người lớn không coi ai ra gì hết, giờ này không có mặt, chuyện gì là sao? Dạ con sợ là hả? Thì cái hoàn cảnh lúc này là nó sợ, đúng rồi con, nó còn nhỏ mà nó sợ rồi nó nghĩ quẩn, nó suy nghĩ chuyện này chuyện kia rồi tầm bậy bạ sao con? Mẹ, mẹ đừng có nghĩ quá vấn đề, mẹ không có cập nhật bằng con đâu. Mấy đứa trẻ bây giờ nó ghê lắm mẹ, nó coi chuyện có bầu hay gì bình thường. Trời ơi, nó đi chơi hả, mấy ngày lễ đó, nó đi qua đêm luôn. Rồi ngày hôm qua, ngày hôm sau hậu quả gì đó, kệ, không sao hết trơn. Cho nên bình thường so với tụi con ngày xưa mẹ ơi. Con nói mấy đứa nhỏ bây giờ chứ mẹ thấy mấy đứa nhỏ hồi trước nó cũng vậy đó. Trời ơi, cũng có đứa là nó cũng vậy đó, nó quen rồi nó cũng có bầu trước khi cưới vậy. Đó, rồi xong rồi cái nó cũng khóc lóc nhà bên đây nhà bên kia nhờ bà cố đó nghe.
bà cố nói với là bà nội là phải cho cưới đi con ơi, chứ không thôi tội nghiệp lắm. Bà nội cho cưới đó, thành ra bây giờ nè, dạ Lan nè, dạ Hân nè, Tôm nè, đầy đủ đó. Gì vậy? Dạ, mẹ uống nước nha mẹ. Đúng không? Đúng không? Mẹ nói đúng không con? Dạ, dạ mẹ uống nước, mẹ uống nước. Kể hết trơn luôn vậy mà hồi đó nói con như con gái ruột, con đứa con trai, con như gái ruột. Là một ngày đẹp trời ánh mang, mang về đây là bao tia nắng. Đẹp dịu dàng và thật lung linh, xinh thật xinh là em. Và một người ngập tràn yêu thương, bên cạnh anh từ khi thơ bé. Người từng ngày tạo tần chăm lo, xin gọi tên mẹ anh. Mẹ chồng nàng dâu, cuộc chiến từ nay bắt đầu. Mẹ chồng nàng dâu, làm sao cả hai thương lấy nhau. Vợ mình thương, mẹ thì sao dám làm đau. Mẹ chồng nàng dâu, cuộc chiến không bao giờ ngừng đâu. Giờ mình theo ai, thân trai mới hai bên nước kia. Giờ mình theo ai, vì ai vì ai mình cũng thương. Phải làm sao đây, nụ hôn đắm say hay lời ru. Chọn một trong hai, chọn một trong hai.